Copy trade có nghĩa là sao chép giao dịch. Đây là một hình thức trading mà bạn sẽ tiến hành sao chép giao dịch của một nhà đầu tư chuyên nghiệp khác trên thị trường để có thể thiết lập danh mục đầu tư giống với họ. Là một hình thức phù hợp cho những ai chưa có nhiều kinh nghiệm giao dịch nhưng vẫn muốn đầu tư sinh lời. Sau đây, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách copy trade trên sàn BingX. Đầu tiên, các bạn hãy truy cập vào trang chủ và đăng nhập vào tài khoản BingX. Nếu chưa có tài khoản hãy click vào đường link bên dưới phần mô tả. Di chuyển con trỏ chuột tới mục sao chép. Click vào mục sao chép. Tại đây, bạn sẽ thấy danh sách những giao dịch viên nổi bật. Tôi sẽ chọn một nhà giao dịch và click vào sao chép để giao dịch. Trong giao diện copy trade, tôi sẽ đặt mức ký quỹ, ở đây là 15 USDT. Nếu có voucher hãy nhập voucher mà bạn có. Voucher mà tôi đang sử dụng là 10 USDT. Nếu bạn muốn nhận các voucher của sàn BingX, hãy click và xem video cách nhận voucher của BingX tôi để ở dưới phần mô tả. Bạn hãy cài đặt tỷ lệ chốt lãi và dừng lỗ. Ở đây tôi để chốt lãi là 25% và dừng lỗ là 50%. Trong mục cài đặt bảo vệ thua lỗ tích lũy, số tiền sao chép tối đa và số tiền sao chép hàng ngày, tôi để là 15 USDT. Tại mục thiết lập cặp giao dịch, bạn có thể cài đặt sao chép theo nhà giao dịch, ở đây là Bitcoin USDT hoặc cài đặt theo những cặp tiền khác tại mục tùy chỉnh cặp. Tại phần cài đặt đòn bẩy, bạn cũng có thể lựa tỷ lệ đòn bẩy theo nhà giao dịch là 50 lần, tuy nhiên bạn cũng có thể cài đặt lại số đòn bẩy để tránh rủi ro. Ở đây tôi chỉnh xuống mức 25 lần. Cuối cùng ấn xác nhận, vậy là bạn đã copy trading thành công. Bạn hãy đợi nhà giao dịch mà bạn copy thực hiện trade và kết quả sẽ được báo về cho bạn. Để đăng ký tài khoản sàn BingX, hãy click vào đường link bên dưới phần mô tả để có cơ hội nhận thưởng lên tới 5.125 USDT.